Ngày 20 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023. Cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 13 xã phường, mỗi đơn vị thành lập một đội hình dự thi, gồm 3 người trở lên, tham gia dự thi với nội dung tìm hiểu về luật bảo vệ môi trường năm 2020, các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường cùng các văn bản của thành phố Hội An trên lĩnh vực này. Mỗi đội trải qua 3 phần thi. Phần thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hình thức tiểu phẩm, kịch nói, dân ca, v.v. với thời lượng từ 5 đến 10 phút. Phần thi năng khiếu thể hiện các tiết mục ca, múa, nhạc và phần thi thứ 3 là kiến thức trắc nghiệm. Kết quả giải nhất hội thi đã thuộc về đơn vị phường Thanh Hà, giải nhì phường Tân An, giải ba phường Cẩm An và xã Cẩm Hà, giải khuyến khích thuộc về các đơn vị Cẩm Châu, Cẩm Phô, Sơn Phong. Ban tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường còn trao các giải năng khiếu xuất sắc cho đơn vị phường Cẩm Châu và giải truyền thông xuất sắc cho đơn vị phường Thanh Hà.